bên trong làm phản, bên ngoài cầu viện, liệu Tô có giật được ngài hay không? Những ngày qua, chính trường Việt Nam tràn ngập những tin tức bình luận về việc Tô Lâm làm loạn, chiếm ngôi cao nhất trong tứ trụ. Tuy nhiên, Tô Lâm không chỉ tập trung vào việc tranh giành bên trong nội bộ, mà còn tìm kiếm hậu thuẫn từ bên ngoài. Đấy là ông bạn vàng, Trung Quốc. Chính Nguyễn Phú Trọng cũng nhờ lấy lòng Bắc Kinh nên mới tạo được thanh thế lớn mạnh, rồi lại tiến hành thanh trừng nội bộ để độc chiếm ghế tổng bí thư suốt 3 nhiệm kỳ. Con đường đến với quyền lực và cách giữ ngai của ông Trọng khiến người dân phản đối vì xích lại quá gần Bắc Kinh, nhưng đó là công thức tạo ra thành công của ông. Về đối nội, ông nắm chắc Bộ Công an. Về đối ngoại, ông thắt chặt quan hệ với Trung Quốc, đặc biệt là với Tập Cận Bình. Công thức này đã được những người lăm le ghế tổng bí thư copy y như hệt. Trong đó, Tô Lâm thể hiện rõ nét nhất. Hiện nay, ông Trọng đã già yếu. Dù ông có muốn tiếp tục ôm ghế quyền lực, nhưng sức cùng lực tận, ông đã không còn đủ khả năng nữa rồi. Dù Tập Cận Bình có cảm tình với Nguyễn Phú Trọng đến mấy, thì ông ta cũng phải chuẩn bị phương án thay thế cho Nguyễn Phú Trọng. Cả phương án ông Trọng sẽ ra đi giữa nhiệm kỳ hay rời ghế cuối nhiệm kỳ. Lâu nay Trung Quốc vẫn xem Việt Nam là vùng đệm cả về kinh tế lẫn chính trị, cho nên thế lực chính trị nào chịu thuần phục thì thế lực đó sẽ được Bắc Kinh ủng hộ. Trước khi ra tay với Võ Văn Thưởng thì Tô Lâm cũng đã chuẩn bị bước đi đối ngoại cho chính mình. Ông Tô Lâm gặp ông Trần Tư Nguyên, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Vào ngày 10 tháng 1, ông Tô Lâm đã tiếp ông Trần Tư Nguyên, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đến thăm Việt Nam. Về vai vế, Tô Lâm không thể gặp Tập Cận Bình. Ông chỉ có thể gặp những người có cấp bậc tương trong Bộ Công an Trung Quốc. Thông qua những người này, Tô Lâm gián tiếp bày tỏ sự phục vụ và quy phục của mình với Bắc Triều và Tập Hoàng đế. Trong cuộc gặp với ông Trần Tư Nguyên, Tô Lâm vẫn lặp đi lặp lại những ngôn từ giáo điều cộng sản, chẳng khác gì những gì ông Trọng cũng đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trước đây. Vẫn dùng dây thòng lọng chủ nghĩa xã hội để mà tự thắt cổ của mình để làm Trung Quốc hài lòng. Tô Lâm đã nói như sau. Đề nghị hai bên nhất quán sẽ quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, tăng cường trao đổi về các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan chủ nghĩa xã hội, đảng cầm quyền, cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, chống tham nhũng, kinh nghiệm giải quyết các mâu thuẫn xã hội, qua đó bảo vệ tuyệt đối vị trí cầm quyền của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đấu tranh với các hoạt động của các tổ chức lợi dụng tôn giáo, dân tộc, chống đảng, nhà nước, phá hoại đoàn kết quan hệ Việt Nam, Trung Quốc, v.v. Ông Tô Lâm gặp Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng. Ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden vào ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023, ông Tô Lâm đã có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9. Đây được xem là hành động nắm bắt thời cơ của Tô Lâm. Không ai sốt ruột về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Việt Nam bằng Tập Cận Bình, bởi Trung Quốc vẫn luôn muốn lưu ý về ngoại giao Việt Nam và Mỹ. Chính vì thế, cứ mỗi lần mời Tổng thống Mỹ sang Việt Nam, thì Nguyễn Phú Trọng lại phải cử người sang Bắc Kinh để thanh minh với họ. Lần này, Biden vừa bước chân lên máy bay về nước, thì lập tức Tô Lâm phải chạy sang Trung Quốc. Sự nhanh nhẩu này để làm gì nếu không phải là vuốt giận Bắc Kinh và mong được chiếu cố cho bản thân? Việc cầu viện Bắc Kinh cũng đã được Tô Lâm chuẩn bị kỹ và tranh thủ trước các đối thủ khác. Như vậy, chỉ cần Bắc Kinh gật đầu thì Tô Lâm có thể rất được nhiều lợi thế. Được Bắc Kinh ủng hộ còn quan trọng hơn Tổng Bí Thư ủng hộ. Tuy nhiên, Tập có ủng hộ Tô hay không thì vẫn chưa biết rõ. Phim còn dài, vẫn cần thời gian để theo dõi đến hết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Bên trong làm phản, bên ngoài cầu viện, liệu Tô có giật được ngài hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.
chấm đề. Ngang ngược thay tổng hành đạo, Tô Lâm vào tình cảnh tứ bề thọ địch. Nếu để ông Võ Văn Thưởng ngồi ghế chủ tịch nước đến hết nhiệm kỳ, còn Tô Lâm sẽ về vườn, thì có lẽ đây là giải pháp an toàn nhất. Bởi không tranh đoạt quyền lực thì bản thân ít gặp nguy hiểm. Chỉ cần gây dựng cho đàn em gốc Hưng Yên lên nắm quyền tại Bộ Công an thì xem như Tô Lâm an tâm hạ cánh. Hầu hết quan chức đều hạ cánh an toàn, chỉ có Nguyễn Chí Vịnh là trường hợp ngoại lệ. Có lẽ từng làm sếp của Tổng cục 2 là Tổng cục Tình báo Quân đội. Ông Vịnh biết quá nhiều nên khiến ai đó sợ lộ. Với ông Tô Lâm về vườn, ắt ông cũng nắm được không ít bí mật của các đồng chí. Cũng bởi vì nắm quá nhiều bí mật nên ông mới thay tổng hành đạo, và Võ Văn Thưởng là nạn nhân mới nhất. Tuy nhiên, nếu về vườn mà có đàn em nắm Bộ Công an, thì ông Tô Lâm ở sau hậu trường vẫn có thể giật dây. Đánh úp Võ Văn Thưởng chỉ để lấy chiếc ghế ngồi tạm, Tô Lâm khiến nhiều đối thủ hợp lực đối phó. Sự thật, tham vọng của Tô Lâm là ngôi cửu ngũ chí tôn, chứ không phải chức bộ trưởng. Xưa này, ai nắm binh quyền thì người đó có cơ hội tạo phản lớn nhất. Và thường chỉ có các quan võ mới tạo phản. Tô Lâm là quan võ, ông cũng đang nắm lợi thế này trong tay. Ông hoàn toàn có thể nói chuyện bằng vũ lực. Từ đầu năm cho đến nay, đa số các vụ bắt bớ mang dấu ấn của Tô Lâm hơn là của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói ông Tô Lâm đang thay ông Tổng hành đạo nhưng lại không làm theo ý ông Tổng. Ông không còn bắt người theo quy trình của ông Tổng đưa ra, đồng thời cũng hạ luôn đệ tử ruột của ông Tổng Bí thư. Sự ngang ngược đạp lên uy quyền của sếp, lạm quyền bắt người bừa bãi, đốn luôn cả trụ cột của sếp chính là hành vi của kẻ tạo phản. Đây chẳng khác nào là lời tuyên chiến mà Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gửi đến các đối thủ còn lại trong đảng. Trong tay Tô Lâm có binh quyền, ông tận dụng tối đa những lợi thế mà ông đang có. Ông không thích thương lượng, chỉ thích chảm tướng để đe dọa đối thủ. Nếu các phe khác không tìm cách đối phó với Tô Lâm thì họ có thể gặp hậu họa khó lường. Kết quả phân chia quyền lực bị rò rỉ cho thấy nếu Tô Lâm không chùn tay thì các đối thủ của ông cũng không lùi bước. Tấn công Võ Văn Thưởng chỉ lấy một chiếc ghế ngồi tạm thì rõ ràng đấy là hồi chuông báo động cho các phe nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh. Nếu Tô Lâm vì quyền lực mà bất chấp thì nhóm lợi ích chính trị khác cũng như thế. Nếu Tô Lâm có binh quyền thì nhóm khác có lợi thế quân đông trong bộ chính trị, bên nào cũng muốn tận dụng tối đa lợi thế thượng phong. Và xem ra ông Tô Lâm đang yếu thế. Giờ đây ông Tô Lâm đang tứ bề thọ địch. Trước khi tạo phản, Tô Lâm ít có kẻ thù trong đảng hơn bây giờ. Khi đó các phe nhóm bị triệt hạ chủ yếu là nhắm vào ông Tổng Trọng, vì chính ông là người đốt lò. Thế nhưng khi chính Tô Lâm cũng phản chủ thì các đồng môn vốn cùng phe lò với Tô Lâm cũng không thể nào ngồi yên để mà Tô Lâm muốn làm gì thì làm. Có thể nói vì muốn thay tổng hành đạo, giờ đây Tô Lâm đang lâm vào tình cảnh tứ bề thọ địch. Làm chủ tịch nước mà đệ ruột không nắm được Bộ Công an thì Tô Lâm lành ít giữ nhiều. Đã vậy, tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng bị lẻ bày khỏi Bộ Công an thì sức bảo vệ của chiếc ghế chủ tịch nước mà Tô Lâm sẽ ngồi mong manh hơn bao giờ hết. Không biết trong các hồ sơ điều tra phốt của các đồng chí, ông Tô Lâm có những bộ hồ sơ mật nào có giá trị để mà ngã giá quyền lực hay không? Bởi nếu đã quyết làm phản mà tính chỉ trong một phương án thì sẽ rất rủi ro. Người cẩn thận luôn phải có phương án dự phòng. Nếu Bộ Công an bị kẻ khác kiểm soát thì hồ sơ đen của các đồng chí, đặc biệt là các đồng chí trong tứ trụ, sẽ rất có giá trị với Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin ngang ngược thay tổng hành đạo, Tô Lâm vào tình cảnh tứ bề thọ địch. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.